đây sau lưng tôi đây là phía vào phía sau của cái canteen, cái chỗ mà VinFast sẽ tổ chức vào ngày mai. Và bây giờ tôi sẽ gửi cho các bạn những hình ảnh cụ thể hơn về khu vực này của VinFast, nơi ông Tử Phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam tổ chức ra mắt xe tại Đức để cạnh tranh với các thương hiệu nổi tiếng của thế giới như Mercedes, BMW và nhiều hãng khác. Đây là lối vào, từ đường vào đi vào cái khu mà VinFast sẽ tổ chức ra mắt xe vào ngày mai Chủ nhật. Và đây là phía sau của khu nhà hàng, cũng là mới cổng lên, nhiều những cái thùng rác để xung quanh. Và ở kia là cái khu canteen, tức là cái khu mà ăn nhanh, phục vụ người lao động ở đây. Và đây là cái nơi mà VinFast sẽ tổ chức ra mắt xe vào ngày mai Chủ nhật. Tuy nhiên thì cái điều này cũng khá là đặc biệt, vì ở đây nơi mà thường tổ chức những cái sự kiện, ví dụ như đám cưới sinh nhật của những cái cá nhân, họ hay thuê chỗ này họ làm thì phù hợp. Nhưng mà một công ty tỷ đô như VinFast mà tổ chức ở đây thì đây là cái điều ít thấy. Hoặc cũng có thể cho thấy rằng cái đội ngũ tổ chức của VinFast ở Đức chưa đảm bảo đúng yêu cầu mà ông Phạm Nhật Vượng đặt ra, nhưng cũng có thể là VinFast đã hết tiền. Và như tờ Thời báo.de đã chia sẻ với các bạn những cái bản tin trước đây, và ngay khi đầu tiên chúng tôi được tin, đó là việc mà công ty VinFast đã mua cái dây chuyền cũ của xe BMW X5 để về sản xuất tại Việt Nam và lắp ráp những cái thiết bị và những cái vật tư mà có lẽ không có đảm bảo về chất lượng. Bởi vì những cái xe X5 đó là Euro 4 thì ở nước này họ đã cấm từ rất lâu rồi và cấm được lưu hành. Và bây giờ họ sản xuất là Euro 6 rồi. Và cuối cùng là VinFast đã phải chịu hậu quả, như các bạn đã biết, lỗ hàng tỷ đô la. Và với số tiền lỗ như thế thì đương nhiên là VinFast phải luôn luôn kêu gọi để có thể có thêm tiền cho các hoạt động khác trong thời gian tới. Và phải chăng cái việc mà VinFast ra mắt ở trong cái khu nhà canteen này lại là một cái điều mà có thể nói là đánh dấu cho cái việc mà VinFast ngày một đi xuống và không còn đủ tiền để chi trả, trang trải cho những cái việc mà ra mắt những cái xe, phương tiện ô tô của mình nghe có vẻ rất hoành tráng nhưng lại tổ chức trong một khu canteen bán hàng như thế này. Mà các bạn cũng đã thấy ở đây là khu đi bộ, vỉa hè rất nhỏ, và ở trên kia, cái khu văn phòng kia là nơi mà rất ai có thuê văn phòng rồi thuê tập nhạc, những cái thứ mà giá rẻ nhất thì có thể thuê ở đây. Và đây là nơi mà VinFast ngày mai Chủ nhật sẽ tổ chức. Cũng trong cái bản tin lần trước chúng tôi cũng đã đăng tin, đó là việc mà VinFast sản xuất xe Fadi ra đời từ cái nền tảng đó là của công ty GM, tức là Opel của Đức. Họ bán cái dây chuyền cũ cho VinFast, và sau đó chính phủ Đức cũng bảo lãnh cho vay gần 1 tỷ, tức là hơn 800 triệu đô la euro để VinFast sản xuất cái xe đó. Nhưng cuối cùng các bạn cũng đã thấy VinFast phải đình chỉ và không sản xuất tiếp tục xe đốt trong nữa, như chúng tôi cũng đã thông báo trước, bởi vì nó không có tương lai. Và hơn nữa là với những công nghệ như vậy thì VinFast không thể nào cạnh tranh được với cả những cái xe phương tiện khác của Đức và trên thế giới, vì nó ô nhiễm môi trường, vì nó cấm, không được phép bán những cái xe như vậy ở những cái thị trường quan trọng như thế này, mà chỉ có thể tiêu thụ ở Việt Nam. Và ngay cả Việt Nam bây giờ họ cũng cẩn trọng hơn với xe VinFast, vì họ đã mua xe VinFast, nhưng sau đó thì VinFast đã không tiếp tục sản xuất và duy trì sản xuất cũng như nâng cấp cho họ nữa, mà dừng sản xuất. Mà một chiếc xe mà khi dừng sản xuất thì các bạn biết rồi, khó khăn về phụ tùng, khó khăn về bảo trì bảo hành, và ngay cả cái đời xe đó không được nâng cấp, thì đấy là một thiệt thòi rất lớn cho người tiêu dùng của Việt Nam. Và đây là cái nơi mà VinFast sẽ tổ chức ra mắt tại Đức xe VinFast đối với cái thị trường này.